Hello các bạn, đã đến với anh em 81 Pleiku. Mình nhìn hết toàn cảnh view của Pleiku luôn nè các bạn. Mình đang ở trên tầng của quán An. Đi review hết cho các bạn không gian quán nè. Đó. Nhìn cảnh toàn view của Pleiku luôn. Ban đêm lên đây check in nha các bạn. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything. Hi, hello. Hiện nay Mr. Alo đang ở một quán cà phê ở Pleiku. Quán này có phong cách rất là mới, hiện đại. Đây, giờ mình đi vô review cho các bạn cái quán này nha. Quán này tên là An, ở 138 Tô Vĩnh Diện, thành phố Pleiku. An 2 chữ N nha các bạn, search Google đây. Giờ mình theo mấy idol Pleiku đi review ăn chơi Pleiku. Cà phê đá và đen. Đen. Đây là quầy order. Trời ăn giặt nha, hai tên ăn giặt nha. Hai thanh niên ăn giặt kìa vậy. Trời ơi. Góp tiền ở Gia Lai chơi góp chơi này nha. Đúng rồi, Gia Lai góp này nha các bạn. Tiền nhỏ góp, tiền lớn khỏi. Rồi, giờ theo chân hai anh đồ lên tầng cuối cùng của quán này review cho các bạn nè. Mình giờ này mình sẽ mình nhét lại luôn, sợ cao. Wow, căng đấy, mới ăn tô. Nhân viên nó vậy. Mới ăn tô miếng với bánh cuốn rồi lên đây hết rồi đó. Đó, mình lên quán này trên không gian này. Có lẽ mình đến đi sâu Đà Lạt là không ổn rồi. Thầy phải review với trường cấp 3 em học nữa thầy. Đây là trường cấp 3 của Idol Thiện Bi. Trường Pleiku đấy. Trường tên gì? Trung học phổ thông Pleiku. Trung học phổ thông Pleiku. Tí nữa làm clip tặng luôn trường trung học phổ thông Pleiku một clip luôn. Đây giờ cao rồi. Rồi, mình lên tới tầng cuối cùng của quán này rồi. Quán siêu xịn sò. Mệt quá. Ồ, mình có đi lộn Pleiku hay Đà Lạt không các bạn? Có mấy bạn Gia Lai như thầy? Đã biết. Đã biết. Chẳng lẽ giờ không phải Gia Lai, chẳng lẽ Đà Lạt? Hello các bạn, đã đến với anh em 81 Pleiku. Đi review quán trên không. Đây, mình đang ở trên tầng của quán An. Đi review hết cho các bạn không gian quán nè. À. Tình cờ mình lên trên này uống cà phê thôi. Đi Pleiku uống cà phê mà thấy có quán đẹp, đi quay luôn. Này ở tầng 4 hay tầng 3, hồi nãy đi lên mấy tầng qua nè. Đây nè, hồi nãy lên mấy tầng ta? 3 tầng, 4 tầng. 4 tầng đấy. Mình nhìn hết toàn cảnh view của Pleiku luôn nè các bạn. Có đèn rồi đẹp không? À. Nhìn cảnh toàn view của Pleiku luôn. Mấy bạn trẻ đang đi chụp hình.
Thôi con không chụp nữa. Chết. Thầy bạn em bên góc lên thầy. Bạn em bên góc bên đây nè. Đó, toàn cảnh view của Pleiku nè các bạn. Tình cờ về Pleiku đi quán này. Bên này trường nữa nè. Trường cấp 3 của Thiện Bi đấy. Ban đêm lên đây check in nha các bạn. Đây các bạn trẻ đang đi check in ở quán ăn nè. Đây là bạn trẻ chưa có bồ. Bạn ấy đi măng đen nhiều lắm. Còn đây anh cả của Pleiku nè. Đó. Đây là trường cấp 3 của anh Thiện Bi đó các bạn. Bên kia là có sân bay kề bên luôn. Sao anh lên đây anh đi cô đơn một mình vậy anh? Để không ra đi cùng cô đơn. Để lên kênh YouTube Mr. Alo giới thiệu cho anh nha. Idol của Pleiku đi đâu cũng biết Thiện Bi. Từ mấy em nhỏ cho đến mấy cụ già luôn. Idol này hot lắm. Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. Rồi, giờ mình về. Kết thúc hành trình review quán An Coffee. Giờ đi xuống quay lia không gian quán này cho các bạn luôn nè. Được chưa các bạn? Nãy đi lên khổ giờ đi xuống ok rồi nè. Giờ mình đi xuống đi review đồ ăn quán nhậu của Pleiku cho các bạn nha. Siêu. Rồi clip của Mr. Alo đến đây là kết thúc. Hẹn các bạn các clip tiếp theo về Pleiku nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Nhớ đăng ký kênh Mr. Alo nha các bạn. Rồi hẹn gặp lại. Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so...